Ôi mày bớt xúc động em ơi. Buồn ơi. Ôi may mà tìm được rồi là may em ạ. Buồn ơi. Chú chó thất lạc 6 tháng bỗng gặp lại chủ ngoài đường và cái kết vỡ òa. Bị thất lạc được hơn 6 tháng, mọi thứ tưởng đã an bài. Nay đi cùng bạn ngoài đường thấy có người đang dắt em đi vệ sinh trên vỉa hè. Thấy giống với em cúng của mình, thanh niên lại xem và gọi tên. Thì em cúng nhảy cẩn lên, biết đã gặp lại được chính chủ của mình. Em chạy lại mừng rỡ, ríu rít. Thanh niên đã không kìm được nước mắt, à khóc như một đứa trẻ. Nhà ở đâu mà chạy lạc ở đây? Buồn ơi! Nhà nó ở ngay... Buồn ơi! Buồn ơi! Buồn ơi! Mày bớt xúc động em ơi! May rồi. Đúng rồi. Thật không thể tin được, sau nửa năm lại có thể gặp lại được em. Biết cúng gặp lại đúng chủ cũ, người chủ hờ mới đã nhanh chân cao chạy xa bay từ lúc nào không hay, để lại cảm xúc vỡ òa sau bao tháng xa cách của hai bố con nhà cúng. Những ai đang nuôi thú cưng mới hiểu được cảm giác này, quá là cảm xúc. Thanh niên phiêu bạt bao nơi, mạnh mẽ là thế, nhưng cũng phải gục ngã trước em muộn. Vì anh gọi muộn ơi mà đáng yêu quá. Chúc mừng hai bố con anh đoàn tụ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.